Bằng việc cải tổ thành phần ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chính phủ nước này đã đưa đồng yên xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về một cuộc chiến tiền tệ có thể xảy ra. Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ tung ra gói tiền tệ hỗ trợ thị trường. Kể từ đó, đồng yên liên tục hạ giá. Hiện 1 đô la đổi 113 yên, mức giá thấp chưa từng thấy từ năm 2007. Điều này khiến cho các nước xuất khẩu khác phải lo lắng. Trong khi cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản tăng vọt, thì cổ phiếu của các đối thủ ở Hàn Quốc giảm mạnh. Cổ phiếu của Hyundai đã giảm gần 12% trong 3 phiên vừa qua. Cổ phiếu của đại gia thép Hàn Quốc là POSCO cũng giảm gần 8%. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tìm các biện pháp chống đỡ cho nền kinh tế Hàn Quốc. HSBC cảnh báo, động thái của BOJ có thể khiến các nước như Hàn Quốc và Đài Loan lao vào cuộc chiến tiền tệ để bảo vệ đồng won và đại tệ. Mặt khác, về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp xuất khẩu chưa chắc vui mừng vì đồng yên hạ giá. Nguyên nhân là vì điều này lại khiến chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu thô tăng cao. Giám đốc tài chính của tập đoàn điện tử Sony cho biết, hệ tỷ giá nâng lên 1 yên thì Sony thiệt hại 75 triệu đô la. Đó là chưa kể đến tình hình kinh tế ở châu Âu đang buộc ECB phải bơm thêm tiền vào thị trường. Điều này sẽ lại tiếp tục gây ra bất ổn trên thị trường ngoại hối.